chào các bạn. Tôi tên là Đặng Thị Như Hà, là chủ sáng lập của thương hiệu tinh dầu tràm Dayafa. Trong clip lần trước, tôi đã chia sẻ với các bạn về cách sử dụng dầu tràm dành cho cả hai mẹ con. Và hôm nay, trong clip này, thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn về cách dùng dầu tràm dành cho mẹ bầu là như thế nào. Và tôi có một người bạn tên là Khánh Ly. Và bạn đây thì cô ở Quảng Bình. Và hiện tại là có hai em bé, một bé 7 tuổi, một bé 4 tuổi. Thì Ly kể mình một câu chuyện rất là vui như thế này các bạn. Khi mà Ly mang bầu em bé thứ hai á, Ly bị nghiện mua dầu tràm rất là nặng. Đi đâu cũng phải cặp kè cho dầu tràm theo. Bởi vì là khi mà ở quê á, thì mẹ của bạn Ly đã dùng dầu tràm cho bạn từ lúc nhỏ. Đến khi mà bạn đi học đại học, bạn đã vẫn dùng dầu tràm, vẫn mang dầu tràm bên mình. Thì khi mà có bầu thì cảm giác thêm dầu tràm bắt đầu trỗi dậy. Và bạn phải dùng dầu tràm liên tục, phải dùng hàng ngày luôn để mà chấm dứt cái cơn nghiện đó. Và khi mà tôi hỏi Ly thì khi mà Ly mang bầu thì Ly sẽ dùng dầu tràm như thế nào, thì Ly có chia sẻ một số cách. Và hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ lại với các bạn để các bạn có thể áp dụng cho mình và bảo vệ sức khỏe trong giai đoạn mang thai nha các bạn. Đầu tiên á, là mình sử dụng dầu tràm thoa vào người, thoa vào chân, thoa vào cổ, thoa vào hai bên thái dương khi mà trời lạnh, hoặc là trước khi các bạn đi ra ngoài đường. Bởi vì khi các bạn thoa dầu tràm vào những vị trí đó sẽ giúp giữ ấm cơ thể. Ví dụ như là khi các bạn thoa vào lòng bàn chân thì các bạn sẽ ấm vào huyệt dụng tuyền, là vị trí lõm nhất của lòng bàn chân, để giúp chân thư giãn sau một ngày hoạt động đi bộ rất là nhiều. Và các bạn có thể thoa dầu tràm vào lòng bàn chân trước khi đi ngủ để giúp giữ ấm cơ thể và cơ thể mẹ không bị lạnh ảnh hưởng tới em bé trong bụng. Cách sử dụng dầu tràm thứ hai á, là thoa vào những vị trí bị đau nhất. Bị đau nhất bởi vì khi mà các bạn mang thai ở tháng thứ tư, thứ năm thì bạn sẽ có cảm giác bị đau lưng hoặc là đau khớp gối. Thì lúc này bạn dùng những sản phẩm khác thì rất là nguy hiểm vì sợ và ảnh hưởng tới em bé trong bụng. Thì bạn có thể sử dụng dầu tràm thoa vào những vị trí đau nhất đó và kết hợp với massage trong khoảng từ 10 đến 15 phút để cảm giác đau nhất nó sẽ giảm. Tuy nhiên thì sản phẩm dầu tràm được sản xuất 100% từ thiên nhiên. Và chính vì vậy, khi mà bạn sử dụng dầu tràm, bạn còn phải kiên trì và sử dụng lâu dài một thời gian để mang lại hiệu quả tốt nhất cho các bạn. Và cách sử dụng dầu tràm thứ ba tôi muốn giới thiệu ở đây, đó chính là xông phòng bằng tinh dầu tràm. Khi các bạn xông phòng bằng tinh dầu tràm thì sẽ giúp thanh lọc không khí, diệt các virus, mầm bệnh, gây các bệnh cảm, sốt, sổ mũi, truyền qua đường hô hấp có trong không gian sống của mình, làm cho không gian sống trong sạch hơn. Và bạn sẽ có một môi trường sống trong sạch, đảm bảo sức khỏe và không bị các bệnh. Đặc biệt là tinh dầu tràm có khả năng ức chế virus H5N1, là một trong những virus vô cùng nguy hiểm đối với các thành viên trong gia đình, đặc biệt là mẹ bầu và những em bé nhỏ. Và trên đây là những chia sẻ của bạn Ly về cách sử dụng dầu tràm dành cho bà bầu. Tôi hy vọng thông qua video này bạn có thể áp dụng cho chính mình để bảo vệ sức khỏe cho bạn, em bé trong bụng và cả gia đình của mình. Các vấn đề chưa rõ về cách sử dụng dầu tràm bà bầu cũng như là mua dầu tràm ở đâu, cách phân biệt dầu tràm thật giả, các bạn hãy liên hệ trực tiếp hotline của tinh dầu tràm Dayafa 0901 809 484, hoặc để lại bình luận bên dưới để đội ngũ chúng tôi hỗ trợ trực tiếp. Hãy cùng nhấn nút đăng ký để cập nhật các clip bổ ích mới nhất của tinh dầu tràm Dayafa. Hãy cùng like và chia sẻ về kiến thức đi xa các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.